That's it is very lucky to inform that finally we have it's one important person from the Tamịch. that's from Thamex and will be share with us the summarize the what kind of technical standard for the EV vehicle have been issued and applied in Vietnam and set with us the roadmap for the another technical standards will be applied in the future to promote the development of the electric vehicles. Then may I invite Dr. Triệu Việt Phương for the sharing some information. Thank you. So thank Mr. Chin Thủy. So good afternoon, everyone. Because there are many Vietnamese that attend the workshop, so now I have some word in Vietnamese to everyone here. Tôi sẽ nói bằng tiếng Việt một chút về cái thực trạng cái hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia về xe điện hiện nay ở Việt Nam. Thì như các anh chị đã biết thì trong cái bối cảnh hội nhập sâu rộng ấy, thì tiêu chuẩn nó là cái tiền đề rất là quan trọng để giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại để hội nhập sâu rộng vào cái nền kinh tế quốc tế và khu vực. Thì đến nay thì về tổng số những cái tiêu chuẩn quốc gia cho tất cả các lĩnh vực ở Việt Nam là có khoảng trên dưới 13.000 cái TCVN. Thì trong đó riêng trong đó bao gồm cả các cái TCVN tiêu chuẩn quốc gia cho xe điện, và với cái mức độ hài hòa chung so với tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 60%. Hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia cũng như là cái quy chuẩn quốc gia về xe điện thì nó là cái công cụ hỗ trợ trong cái công tác quản lý nhà nước và định hướng cho các nhà sản xuất lắp ráp cho ngành công nghiệp phụ trợ và góp phần bảo vệ người tiêu dùng đối với các sản phẩm xe điện. Thì đối với cái hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia về xe điện hiện nay ở Việt Nam thì đang có là ba tổng số các cái tiêu chuẩn quốc gia cho các phương tiện cơ giới đường bộ thì có khoảng 260 tiêu chuẩn. Trong đó thì ô tô thì có 140 tiêu chuẩn, mô tô và xe máy thì có khoảng 102 tiêu chuẩn, xe đạp thì có 118 tiêu chuẩn quốc gia. Trong tổng số 260 tiêu chuẩn này thì có 39 tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho xe điện. Thì hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia về xe điện Việt Nam hiện nay được xây dựng biên soạn bởi Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN, TCI2 Phương tiện Giao thông Đường bộ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và Bộ Khoa học Công nghệ công bố. Thì các cái tiêu chuẩn quốc gia này đã được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo hoặc là chấp nhận các cái tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế như là ISO hay là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC, hoặc là tham khảo các tiêu chuẩn của Ủy ban Kinh tế Châu Âu ECE. Và trong quá trình biên soạn xây dựng thì cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế và những quy định của luật pháp Việt Nam. Tiêu chuẩn cũng được xây dựng thì với sự tham gia đóng góp của các cái thành phần như là các nhà khoa học, các cái chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan. Và vì vậy thì các cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện có ở Việt Nam thì đảm bảo về chất lượng cũng như là hài hòa được với cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn khu vực. Mặc dù thì đã có cái sự cố gắng như vậy nhưng mà hệ thống các cái tiêu chuẩn quốc gia của chúng ta hiện nay ấy, thì cũng mới đảm bảo được một phần các cái yêu cầu của xe điện. Và những cái tiêu chuẩn này tập trung chính cho các bộ phận chính như là động cơ, ắc quy, pin mà chưa cover được hết, chưa đảm bảo hết được cho các yêu cầu phát sinh thay đổi lớn trong cái thời gian gần đây, như là cái cuộc công cách mạng về pin hay là cách mạng về thời gian sạc, cách mạng về hệ thống điều khiển. Thì một số cái nội dung của các tiêu chuẩn quốc gia thì chưa đề cập đến các cái yêu cầu và kỹ thuật an toàn đối với hệ thống chạm sạc nhanh, yêu cầu về an toàn khi vận chuyển thay thế pin ắc quy của xe điện, các cái thuật ngữ phân loại như cái bài trình bày trước của diễn giả về phân loại xe, và các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thử nghiệm đối với hệ thống điều khiển trong cái quá trình vận hành, hay là yêu cầu về tái chế đối với ắc quy pin sau cái thời gian sử dụng, hay những cái yêu cầu về đặc tính thiết bị nạp tự động và phương pháp thử nghiệm để đánh giá cái hiệu năng của hệ thống phanh tái sinh.
trước cái yêu cầu đòi hỏi như hiện nay thì rõ ràng là cái việc cập nhật bổ sung để hoàn thiện đầy đủ các cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đối với xe điện thì đặt ra những yêu cầu bức thiết không chỉ đối với các cái bộ quản chuyên ngành như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa công nghệ, Bộ Công thương mà là vấn đề chung của chúng ta, của cả các nhà sản xuất cũng như là cộng đồng các nhà khoa học. Thì dự kiến trong thời gian tới thì những cái tiêu chuẩn mà cần xây dựng thì sẽ về về xe điện ấy, thì sẽ liên quan đến các nhóm các tiêu chuẩn về phích cắm bộ nối, thì có 4 tiêu chuẩn mà chúng tôi sẽ dự kiến xây dựng mà dựa trên cái sự chấp thuận của IEC 62196 gạch ngang 1 2014 2002 2016 3 2014 và IEC TS 62196 gạch ngang 3 gạch 1 2020. Nhóm các cái tiêu chuẩn liên quan đến bộ sạc không dây là ba cái tiêu chuẩn cũng tham khảo IEC 61980, IEC TS 61980-2, IEC TS 61980-3 và hai cái tiêu chuẩn về dây cáp sạc theo cái tiêu chuẩn IEC 62893-4 phần 1 phần 2. Và đối với dây nguồn thì cũng sẽ xây dựng một cái tiêu chuẩn dựa trên sự tham khảo của IEC 62752 về chạm sạc thì sẽ xây dựng theo hai cái tiêu chuẩn IEC 61439 gạch 7 năm 2018, 61851 gạch ngang 24 2014. Đối với cái thiết bị, nhóm cái tiêu chuẩn về thiết bị bảo vệ cá nhân là thiết bị dòng dư thì có 4 cái tiêu chuẩn tham khảo IEC 61008, 61009, 62955, 62429. Và các cái hệ thống đổi pin cho xe điện thì có 3 cái tiêu chuẩn là theo IEC 62840 phần 1 phần 2 phần 3 và nhóm các cái tiêu chuẩn khác thì cũng dựa trên tham khảo các cái tiêu chuẩn về IEC. Thì rõ ràng là cái việc mà xây dựng các cái hệ thống các cái tiêu chuẩn này thì cũng rất là cần cái sự đồng lòng chung tay đóng góp sức của cộng đồng các nhà khoa học, các cái doanh nghiệp sản xuất cũng như là hỗ trợ của các cái tổ chức có liên quan để chúng ta có được một cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầy đủ phục vụ tốt hơn cho cái việc phát triển lĩnh vực xe điện, dần dần chuyển dịch từ cái phương tiện truyền thống sang xe điện nay ở Việt Nam. Đấy là một số những cái trao đổi của tôi ngắn gọn ở cái hội thảo này, rất mong là nhận được cái ý kiến đóng góp của mọi người. Nếu trong quá trình mà nghiên cứu hoặc là xây dựng hoặc có những cái vấn đề gì cần trao đổi thì tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Xin cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn anh Phương rất nhiều. Về thứ nhất là về anh rất là kịp thời để tham gia thảo luận với hội thảo ngày hôm nay. Em cũng rất xin lỗi rằng là cái thông tin hội thảo đến với anh muộn như thế. Không biết là các quý vị đại biểu trong phòng họp hôm nay thì có ai có câu hỏi dành cho anh Phương ạ? Trong khi chờ đợi mọi người có câu hỏi thì tôi xin tóm tắt một tí cái tiếng Anh cho các cái giảng viên hay là những người tham dự tiếng Anh. Then I would like to have some main points on the Dr. Phuong presentation on the technical standards and technical standard roadmap for the electric city vehicle in Vietnam. Then after he informed us, most of the Vietnam technical standards mostly harmonize with the regional and international technical requirement or standards, but we have some adjustment to fit with our situation, our regulation and our policy system, and to promote for the economic development and international integration. Right now, so for the electric vehicle, we have 39 technical standards.
then it's mostly developed and reference from the ISO, from the EIC, or from ECE standards. And for the next, we also understand that the prepare the technical for the EV is quite important. So, but we still face many difficult or in prepare the technical standard, like still so many standards not match the requirement, like the some like technical innovation on the batteries, on the charging infrastructures, and on the reproductive braking, right? Then another thing that the requirement on safety on the wireless electric charging requirement. And in the future, so Vietnam regulation, Vietnam government will be prepared for main group of technical standard with related to the first one is the line connector adapter. Yes. That's, and then another one is related to the wireless charging infrastructure. And then another thing that the transfer cable. Yes. Electric and, cable. Yes. And the last one is the charging infrastructure requirement. That's all. Thank you. Thank you. Yes. So Case and another Kathleen and another our foreigners, the participant could have any question or suggestion for Dr. Phuong, so please feel to have a question. Hoặc là các anh các chị tham dự hội thảo hôm nay thì có ai có câu hỏi nào đối với anh Phương về cái tiêu chuẩn đó không thì chúng ta có thể là thảo luận thêm ạ. Chắc là anh Phương hoặc là anh Phương có thể có những câu hỏi nào cho học viên để mà có thể chia sẻ. Đối với các học viên thì không biết là mọi người đã có quan tâm nhiều đến cái hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cũng như là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cái xe điện, và mọi người cũng có những trong quá trình nghiên cứu của mình thì cũng có những cái gọi là đề xuất hay là có những cái ý tưởng gì đối với cái việc mà xây dựng hay hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cái xe điện ở Việt Nam hiện nay hay không, để cho học viên. Còn cho giảng viên thì chắc là mình sẽ hỏi sau, mình có contact của mọi người ở đây rồi, mình sẽ hỏi sau, có email không? Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng nhìn thấy trong cái danh sách học viên ở đây thì có một số bạn đến từ Bộ Giao thông, một số bạn đến từ các trường đại học, thì không biết các học viên của mình có những cái điều gì mà cần chia sẻ hay là cần trao đổi với Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng Đo lường về các cái tiêu chuẩn áp dụng trong thực tế như thế nào, có phù hợp hay không, hay là những cái những cái mong muốn gì trong tương lai về cái tiêu chuẩn quy chuẩn của Việt Nam mình không ạ? Xin cảm ơn mọi người. Chắc là cũng quá là kỹ thuật và cũng quá mới đối với mọi người. Rồi đến như em chỉ mới hiểu được một phần thôi. Vâng, rất cảm ơn anh Phương đã dành thời gian chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích với hội thảo ngày hôm nay ạ. Thì rất hy vọng là trong tương lai thì là chắc là dự án cũng sẽ tổ chức rất là nhiều những cái
những cái thảo luận về đối thoại về chính sách này, những cái khóa đào tạo như thế này nữa, thì là rất là mong muốn sẽ được hợp tác với anh về bên tổng cục tiêu chuẩn chất lượng đo lường trong tương lai. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chị Thủy, chào mọi người. Vâng ạ, thế thì ngày hôm nay thì chúng ta đã nghe rất là nhiều cái thông tin kỹ thuật có liên quan đến xe điện, từ cái phương tiện thế nào, từ đến sạc pin, hệ thống sạc pin ra làm sao, và cuối cùng là phân loại xe điện. Và chúng ta cũng đã nghe rất là tổng quan về cái bộ tiêu chuẩn của Việt Nam đã được xây dựng phát triển thế nào, và cái lộ trình trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn nào để thúc đẩy cái phát triển phương tiện điện ở Việt Nam. Cũng rất là cảm ơn các anh các chị đã dành thời gian cả buổi chiều hôm nay để lắng nghe một cái phiên hội thảo và đào tạo rất là kỹ thuật ạ. Thế thì thời gian thì ra cũng hết, thì ngày mai là ngày thứ ba của cái buổi hội thảo, thì ngày mai thì chúng ta sẽ có các cái thảo luận liên quan đến áp dụng các biện pháp thúc đẩy giao thông bằng xe điện tại Việt Nam như thế nào. Thế thì trong đấy thì chúng ta sẽ có một cái bài trình bày về đánh giá thực trạng giao thông đô thị tại Hà Nội và cơ hội phát triển xe điện ra làm sao. Xong để ta có các cái bước thực hiện và các bước mà để chúng ta có xác định rào cản và có những cái chính sách để vượt qua những rào cản như thế nào, và áp dụng công cụ gì, công cụ quản lý, công cụ kỹ thuật, công cụ tài chính ra làm sao để mà thúc đẩy phát triển phương tiện điện tại Việt Nam. Và sau đấy thì chúng ta sẽ có là nghe một tí về hiện trạng và lộ trình chuyển đổi sang phương tiện điện ở Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào ạ. Thì đấy là những cái nội dung ngày mai thì cũng rất là mong muốn lại được gặp các anh các chị học viên ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục có thể là xuyên suốt quá trình chúng ta đã nghe về quy hoạch, chúng ta đã nghe về các cái yêu cầu về kỹ thuật rồi, và ngày mai chúng ta xem thì chúng ta có thể áp dụng vào thực tiễn như thế nào. Thì ngày mai rất là mong muốn được gặp lại các anh các chị học viên tham gia cái buổi đào tạo ngày mai ạ. Thế thì là tôi xin thay mặt cho dự án Solution Plus phối hợp với Đại học Giao thông Công nghệ Giao thông Vận tải và Mạng lưới Không khí Sạch Việt Nam, xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn các anh, các chị học viên đã dành thời gian tham gia ngày hôm nay, và cũng trân trọng cảm ơn các anh các chị giảng viên đã có những cái bỏ công sức rất là nhiều và tâm huyết để mà xây dựng các bài giảng và chia sẻ ngày hôm nay cho học viên ạ. Và cũng rất là vui là chúng ta đã có những cái phiên thảo luận giữa các cái bài trình bày rất là sôi nổi và rất là bổ ích. Đến đây thì là cho tôi xin phép được dừng cái buổi học ngày hôm nay. Xin chúc các anh chị sức khỏe, mạnh khỏe, và mong được gặp lại vào ngày mai ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. I just say thank you for all participants, and then would like to close the training session today. And we hope that we will see all the participants tomorrow to discuss further about the apply the further instrument to develop or to promote EV transport in Vietnam. That's all.